Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới Crispy Chicken Sandwich tại McDonald's. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Saigon TV. Và sau đây, Lê Thái xin điểm qua một vài thông tin nổi bật ở phần tin Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Người Cuba lưu vong ở Florida xuống được ủng hộ người biểu tình chống chính phủ Havana. Miền Tây của Hoa Kỳ nóng kỷ lục, Death Valley 130 độ F. Tìm thấy người chết thứ 94 tại trung kia bị sập ở Miami. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, hàng trăm người Cuba lưu vong ở Florida ngày hôm qua đã xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ hàng ngàn người biểu tình phản đối chính phủ Cuba ở Havana. Khoảng 100 người có mặt tại bãi đầu xe của chợ Sedano ở Orlando ngày hôm qua dự tính tổ chức một cuộc biểu tình nữa vào ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 7 sắp tới để biểu thị sự đoàn kết với người dân ở Cuba, lên tiếng phản đối chế độ độc tài, áp bức đã để đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng đói nghèo, thiếu thốn thuốc men ở Tampa hàng trăm người tràn, la xa, tràn ra xa lộ treo Brad thưa quý vị để biểu tình và thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng hòa tại Florida một người Mỹ gốc Cuba cho biết sẽ kêu gọi chính phủ của tổng thống Joe Biden ngăn chặn nhà nước Cuba nổ súng vào người biểu tình hình ảnh về các cuộc biểu tình ở Cuba lan truyền trên mạng xã hội đã làm bùng phát dư luận kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để lật đổ nhà cầm quyền Havana Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ và cùng với sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19, trong khi đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Chủ tịch đảng Cộng sản Cuba Miguel Díaz-Cano tố cáo Hoa Kỳ gây ra tình trạng bất ổn hiện nay. Trong khi đó thì một đợt nắng nóng khủng khiếp bao trùm miền Tây của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã đẩy nhiệt độ lên đến mức kỷ lục thưa quý vị. Tại Death Valley ở California, nhiệt độ đo được là 134 độ F tương đương là 56 độ C, một trong các địa điểm nóng nhất hành tinh. Theo cơ quan thời tiết quốc gia thì nhiệt độ ghi nhận vào ngày hôm thứ Bảy là 130 độ, là nhiệt độ cao nhất trên trái đất. Hầu hết du khách chỉ rời khỏi chiếc xe hơi đang mở máy lạnh tối đa, một thời gian ngắn ngủi đủ để tạo dáng chụp ảnh với nhiệt kế. Và cái nóng oi bức kéo dài từ khu vực Tây Bắc của Thái Bình Dương gây ra áp lực lên lưới điện và gây ra các vụ cháy rừng ở Nam Oregon, đe dọa 1.200 ngôi nhà và các công trình kiến trúc. Đám cháy Bootlet Fire bùng phát ngày hôm thứ Ba đã thiêu rụi hơn 100 140.000 mẫu rừng ở công viên quốc gia Freeman Wynemar và đến trưa ngày Chủ nhật vẫn chưa bị dập tắt thưa quý vị. Ngọn lửa đang được bùng cháy và dọc theo hành lang đường dây điện cao thế nối lưới điện của Oregon với California. Giới chức thống quyền, hai tiểu bang lo ngại có thể xảy ra nạn cướp điện ảnh hưởng hàng ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. Thống đốc bang Oregon Kate Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 6 tháng 7 tại tiểu bang này. Theo thị trưởng Miami Day, bà Daniela Levin Cava, số người chết trong vụ sập chung cư 12 tầng ở bờ biển Surfside của Miami ngày hôm 24 tháng 6, kính thưa quý vị, đã tăng lên 94 người. Và trong khi các đội cứu nạn tiếp tục tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân trong đống gạch vụn đổ nát của tòa nhà không có người sống sót được giải cứu và nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân đã bị đình chỉ để chuyển sang giai đoạn phục hồi khu chung cư. Thị trưởng Subside Charles Burkett cho biết, hơn 6.000 tấn gạch vụn đã được chuyển đi nơi khác. Các đội tìm kiếm cẩn thận lùng sụt, tìm thấy cả những chai rượu còn nguyên vẹn, và sự sụp đổ của tòa chung cư đã thúc đẩy giới chức thẩm quyền xem xét sự an toàn của các nhà cao tầng lân cận. Tuần qua, thì cư dân chung cư Crestview Towers gần đó đã được thông báo di tản khẩn cấp và chỉ được phép lấy đi các vật dụng cá nhân trong vòng 15 phút. Theo CNN, trong số 94 nạn nhân, 83 người đã được xác định danh tính và 80 gia đình của người chết đã được báo tin. Các nữ cầu thủ đội tuyển túc cầu Hoa Kỳ đã chụp ảnh kỷ niệm sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Mexico tại vận động trường Pratt and Whitney chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là diễn ra trận đấu giữa Hoa Kỳ và Thụy Điển. Cho nên các nữ cầu thủ đội tuyển túc cầu Olympic Hoa Kỳ ngày hôm thứ Bảy đã bắt đầu đi vào đợt luyện tập tại thành phố Miyazaki, miền nam của Nhật Bản, bất chấp sự trì hoãn một năm ngày khai mạc Thế vận hội Tokyo. Cầu thủ Kelly O'Hara cho biết, đội đã thường xuyên tập dượt để chuẩn bị trước vào các trận đấu, thưa quý vị. Để tuyển nữ túc cầu Hoa Kỳ đã giành huy chương vàng Olympic gần đây nhất tại Thế vận hội London vào năm 2012 sẽ tham dự trận đấu khai mạc ở bảng chi vào ngày 21 tháng 7 sắp tới. Hai ngày trước đó thì là gặp trận thụy điển tại vận động trường của Tokyo. cựu tổng thống Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn ở Georgia đã tổ chức một lễ kỷ niệm 75 năm về cuộc sống chung với sự tham dự của một số bạn bè thân hữu, trong đó có cựu tổng thống Bill Clinton và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Bà Hillary, 73 tuổi đã đến chào tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ 96 tuổi và phu nhân của ông là 93 tuổi. Vợ chồng cựu tổng thống Carter là cặp vợ chồng tổng thống kết hôn lâu nhất lịch sử của Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư tuần vừa qua, thì Thư viện của Jimmy Carter đã công bố một bức ảnh đen trắng của vợ chồng cựu tổng thống từ thuở ban đầu khi họ còn rất trẻ. Cựu tổng thống Jimmy và bà Rosalind đã tham gia chương trình Good Morning America hôm ngày hôm nay để trả lời các câu phỏng vấn về mối liên lạc lâu dài của họ và bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình trong những khoản lời khuyên của họ là cho phép người phối ngẫu của mình nhiều không gian để làm việc riêng. Và cựu tổng thống Carter tâm sự rằng là họ tu luôn tạo cái cơ hội ở bên nhau, chẳng hạn như là đi câu cá, ngắm chim, bắt cá và đi lễ nhà thờ. Hàng rào an ninh bao bọc trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ đã được gỡ bỏ sau hơn 6 tháng được dựng lên vì cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng. Hàng rào chu vi bên ngoài được dựng lên sau ngày 6 tháng Giêng đã bị dỡ bỏ hồi tháng 3 vừa qua. Cuộc tấn công bạo loạn ngày 6 tháng 1 đã thúc đẩy quốc hội tiến hành cuộc luận tội cựu tổng thống Donald Trump lần thứ hai. Tuy nhiên, thì bất chấp lệnh mở cửa nền kinh tế trở lại, trụ sở quốc hội vẫn đóng cửa đối với du khách, bắt đầu từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 3 năm 2020. Hàng rào bên ngoài tòa nhà quốc hội đã bị dỡ bỏ hồi tháng 3 năm 2021, nhưng hàng rào nhỏ hơn trên thực tế vẫn được giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Khá đông công chúng ngay lập tức đã tiến đến gần điện Capitol Việc dỡ bỏ hàng rào đã bắt đầu vào ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 7 và kết thúc trong vòng 3 ngày. Cảnh sát ở Capito đã dựng hàng rào thép cao 7 feet để phong tỏa các con đường từ đài tưởng niệm Lincoln đến điện Capito, tốn tới là 1.2 triệu Mỹ kim. Lực lượng vệ binh quốc gia được điều động đến để bảo vệ an ninh trụ sở quốc hội sau cuộc tấn công cũng đã rời đi hồi tháng 5 vừa qua. Các khu đất chung quanh quốc hội lâu nay là địa điểm tiếp đón khoảng 2.5 triệu du khách đến thăm mỗi năm, thường chụp ảnh với máy vòng của tòa nhà và 12 triệu người vào thăm văn phòng. Và kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử thám hiểm không gian, máy bay đã đưa tư nhân vào quỹ đạo quả đất thành công, mở màn cho chương trình bán vé vào không gian trong tương lai. Hoàng Trọng thủy gửi đến quý vị khán giả bản tương trình chi tiết sau đây. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, nhà tỷ phú Richard Branson, cũng là chủ nhân của công ty du hành không gian Virgin Galactic, đã thành công trong chuyến bay đầu tiên mang tính lịch sử vào quỹ đạo quả đất. Từ thập niên 60 đến nay, tất cả những chuyến thám hiểm không gian đều do Hoa Kỳ, Nga thực hiện, nhất là những chuyến nghiên cứu trên trạm không gian quốc tế. Trung Quốc cũng đang cố gắng đưa người vào không gian, nhất là thám hiểm mặt trăng nhưng chưa thành công. Tuy nhiên, một bước ngoặt trong lịch sử thám hiểm không gian nhất là dành cho tư nhân đã tiến gần thêm bước nữa là máy bay đưa phi thuyền bay vào quỹ đạo quả đất rồi trở về đáp xuống phi trường an toàn. Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày chủ nhật 11 tháng 7, một chiếc máy bay đã cất cánh từ phi trường tư của công ty Virgin Galactic mang theo một phi thuyền con tên là Spaceship Two. Khi lên đến độ cao cần thiết máy bay mẹ sẽ thả phi thuyền con. Rồi chiếc phi thuyền con này sẽ tự nổ máy hỏa tiễn, phóng lên cao hơn nữa. Với tốc độ và độ cao đạt được trên 50 dặm, tức là thoát khỏi sức hút của quả đất, phi thuyền sẽ lơ lửng trong không gian vài phút để hành khách bên trong tháo dây đeo an toàn bay bổng trong phi thuyền. Rồi phi thuyền sẽ nổ máy bay theo đường cong hướng về quả đất đáp xuống phi trường an toàn như máy bay bình thường. Sau khi phi thuyền Spaceship Two ngừng trên không an toàn, ông Richard Branson đã gửi tin nhắn qua mạng Twitter, đặc biệt gửi đến thế hệ trẻ lời khích lệ trong chương trình thám hiểm không gian mới. Không phải do chính phủ tài trợ, mà do các công ty tư nhân thực hiện. Ông viết rằng, Gửi cho mọi trẻ em trên thế giới, tôi từng là một đứa trẻ với một giấc mơ khi nhìn lên bầu trời đầy sao, giờ đây tôi đã là người lớn ở bên trong phi thuyền. Nếu chúng tôi có thể làm được điều này, hãy tưởng tượng xem các em sẽ còn làm được gì hơn nữa. Mặc dù đây là lần đầu tiên phi thuyền chở người vào không gian nhưng là chuyến bay thứ tư phi thuyền thành công đi vào quỹ đạo quả đất để tạo niềm tin cho ông Branson bước vào phi thuyền. Ngoài công ty Virgin Galactic Chủ nhân Amazon Jeff Bezos cũng mơ ước được vào không gian và trong 8 ngày tới đây, theo kế hoạch, ông Bezos cũng sẽ ngồi trong phi thuyền riêng của Amazon hưởng thụ cảm giác lơ lửng trong không gian, không bị ảnh hưởng từ sức hút của quả đất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử không gian thế giới, Hoa Kỳ không chỉ có một mà đến vài công ty nghiên cứu để bán vé đưa người vào không gian. Ngoài Branson, Bezos thì Elon Musk cũng sẽ thực hiện chuyến bay trong tương lai. Theo kế hoạch của công ty Virgin Galactic, họ sẽ thực hiện thêm một chuyến máy bay thử nghiệm nữa trước khi cho phép hành khách vào phi thuyền. Nhưng với sự hiện diện của Richard Branson bên trong phi thuyền hôm nay và đáp xuống an toàn, đủ sức thuyết phục khoảng 600 hành khách đặt vé từ 200.000 đến 250.000 Mỹ Kim mỗi vé để trở thành nhóm người đầu tiên trên thế giới khám phá quả đất từ ngoài hành tinh lần đầu tiên hoàng trọng thụy từng trình cho đài lý Đô sài gòn tv